chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một video có tên là nộp đơn phải xác nhận nơi cư trú của bị đơn. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tự giới thiệu với quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Tâm Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, nó có từng cái chủ đề các bạn ạ. Chủ đề về di chúc, chủ đề về thừa kế, chủ đề về tranh chấp đất đai, chủ đề về những cái sinh hoạt cộng đồng, những cái kỷ niệm của gia đình, tôi để lên trên đó. Nếu quý vị và các bạn có những cái video nào cần thiết xem thì các bạn sẽ xem và nhớ xem giúp luôn dùm luật sư Thu quảng cáo nữa nhé. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tôi đi Tòa án Nhân dân quận 12 thì tòa án có cái thì tôi mới cũng giống như những cái nơi khác ở trong quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh, tôi không có tôi làm cái đơn xin xác nhận và đến công an phường nơi bị đơn cư trú và xác nhận. Thì cái em công an đó em bảo rằng không được đâu chị ơi, phải lấy cái mẫu biểu ở tòa. Hóa ra thì tôi phải dòng ngược lại ở tòa án, trong đó có một cái đơn xin xác nhận, tòa có một cái mẫu biểu và điều quan trọng hơn đó là cái dấu mộc đơn xin xác nhận. Điều này cho tôi nghĩ ra một điều gì? Điều này làm cho tôi nghĩ ra rằng cái việc tòa làm một cái mẫu biểu nó có cái hay nhưng nó cũng có cái bất cập. Ví dụ như trong trường hợp mình là người am hiểu pháp luật, mình đi khởi kiện, thì khi đi khởi kiện chúng ta buộc lòng phải cung cấp được cho tòa án những cái thông tin về người bị đơn tại nơi cư trú chẳng hạn, thông tin về thẩm quyền về bất động sản, chúng ta cung cấp cho tòa những cái chứng minh nhân dân hộ khẩu, những cái chứng cứ trong vụ kiện thừa kế, trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng. Còn thì nếu như trong trường hợp chúng ta là những người nó đã có cái, chúng ta đã biết được cái mẫu biểu là đơn xin xác nhận cư trú, thì há chi phải đi vòng về tòa để mà lấy cái đơn xin xác nhận để làm gì nữa. Hiện tại có một số tòa vẫn có phát ra cái mẫu biểu đơn xin xác nhận, và nếu như trong trường hợp không có cái mẫu biểu này thì nó sẽ mang một tính chất cứng nhắc. Các bạn sẽ đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các bạn sẽ thấy biểu mẫu Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được phát miễn phí, hoặc là nếu như trong trường hợp không có thì sẽ quay về, các bạn tải mạng miễn như thế nào các bạn ạ. Một cái tính cái quyền khởi kiện là quyền của đương sự, miễn như thế nào nó đầy đủ cái tính pháp lý, miễn như thế nào anh là nguyên đơn, anh mô tả cho tòa biết việc này là việc anh khởi kiện về mục đích gì, anh khởi kiện về chia thừa kế quyền sử dụng đất thì anh phải chứng minh được di sản thừa kế còn tồn tại, hàng thừa kế. Nếu anh tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì anh phải đưa ra cái hợp đồng, đưa ra cái thông tin của bị đơn, người nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Nếu anh tranh chấp về tuyên bố một cái hợp đồng nào đó vô hiệu thì anh phải dẫn dụng được những lý do. Và tôi cho rằng là tôi cũng không rõ, vì tôi chỉ đến có một lần, tôi cũng không rõ là cái việc tòa án áp dụng cứng nhắc là phải có cái dấu mộc của tòa thì công an xã phường thị trấn mới xác nhận, hay chỉ cần những cái nội dung thông tin cơ bản các bạn ạ. Nội dung thông tin cơ bản gồm có hiện tại nè, tôi là nguyên đơn ở tòa án trong cái vụ kiện là gì đó,
tôi đang kiện cái ông A này. Ông A này ông ở quận 3 cơ. Tuy nhiên rằng hiện tại ông đang cư trú và làm việc nơi cái tòa án mà quý tòa đó. Tôi xin xác nhận. Xác nhận này để gì các bạn? Để dễ cho tòa mời lên. Không có hồ sơ, không có bị trả đi trả lại. Tuy nhiên trong một cái góc độ nào đó thì tôi cũng hiểu được rằng tòa án đã làm như vậy để có một cái sự hướng dẫn. Nó là một cái mẫu biểu dễ dàng cho những người dân. Tôi không cần biết anh là ai, nhưng nếu như trong trường hợp anh đảm bảo được cái điều kiện về mẫu đơn chúng tôi phát ra và anh đảm bảo được cái xác nhận cho tôi địa chỉ của nơi bị đơn cư trú là được. Tôi vì sao tôi làm cái video này? Hôm qua tôi tình cờ lên mạng thì tôi lại thấy một cái trang hướng dẫn về khởi kiện, thì họ bảo rằng là họ bảo một như thế này và tôi cũng không đồng ý. Họ bảo rằng là cái dòng nội dung khởi kiện ở cái mẫu biểu của tòa ít quá, nói chừng 4 hay 5 dòng, nó không đủ để chúng ta trình bày. Đúng rồi quý vị và các bạn, nếu như trong một vụ kiện ly hôn thì chúng ta có thể trình bày đủ. Nhưng nếu như trong trường hợp những cái vụ kiện thừa kế, nếu như trong trường hợp những vụ kiện mà tuyên bố hợp đồng vô hiệu thì rõ ràng chúng ta phải viết những hơn một trang. Tôi cũng làm luật sư khoảng hơn 10 năm rồi. Trung bình thì tôi làm cái đơn khởi kiện khoảng 2 trang. Trong đó tôi sẽ trình bày chi tiết ra rất là đơn giản, cái ý nào sắp xếp mâu thuẫn để cho chúng ta được hiểu thêm, cho tòa bật được cái ý kiến. Đây là vụ tranh chấp thừa kế, đây là vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, đây là vụ tuyên bố một hợp đồng vô hiệu. Một chút san sẻ đến quý vị và các bạn về việc tòa án yêu cầu xác định địa chỉ của bị đơn, xác định nơi cư trú của bị đơn đến cho quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe.